Hồi mới đầu ăn là mình cũng không ăn quen đâu mọi người ạ, nhưng mà ăn dần dần là thấy ngon. Nhìn ngon nhở, ê, muốn ăn cái bánh này ấy. Hello mọi người, Hàn Quốc một ngày mưa, mình thức dậy vào buổi chiều rồi đang có đi ăn sáng, ăn chiều, ăn bữa đầu tiên trong ngày. Gần nhà mình mới mở một quán canh lòng này, mình sẽ đi ăn canh lòng và canh xương. Hai món mà siêu siêu ngon trong một ngày mưa luôn đấy mọi người ạ. Ta ta. Ta ta. Đây chính là bữa ăn của mình và em gái. Mình thì thích ăn canh lòng, còn em mình thì nó thích ăn canh xương. Đó. Nhưng mà hai món đều ngon nha mọi người. Mọi người vào quán canh lòng sẽ có cái món canh xương ấy. Nếu mà có ai mà không ăn được nội tạng ấy, mọi người có thể ăn canh xương cũng rất là ngon. Thì nước này ngon cực mọi người ạ. Kiểu nó nhạt nhạt nhá, xong ngọt thanh. Bình thường ăn canh lòng thì mọi người sẽ cho một cái món này. Cái này mình hay gọi là thính, nhưng mà mình cũng không biết là nó làm từ gì mọi người ạ. Nó không phải là tiêu đâu nha. Ăn nó sẽ kiểu bùi bùi á. Tại vì mình thích ăn nhạt nên là mình ăn thế này thôi. Bạn nào mà thích ăn mặn thì có thể cho cả cái này nữa nhá. Canh lòng mà không thể thiếu lòng rồi Hàn Quốc này. Có thịt đầu heo này, tai heo này. Còn canh xương thì vị của nó sẽ đậm đà hơn. Ở trong có xương nhá, có rau nhá. Nói chung ăn với cơm rất là ngon luôn. Không, không ăn đâu, không ăn xương đâu. Ăn canh của mình là được. Ăn kèm với những món này thì sẽ có. Cái này là hành tây chấm với cả tương. Kim chi củ cải, kim chi cải thảo. Hẹ. Và có thêm cả sun te, lòng dồi Hàn Quốc nữa. Lòng dồi Hàn Quốc thì ở bên trong nó chỉ có miến này. Đó, đơn giản thôi, ăn nó cũng nhạt nhạt. Nhưng mà mình thì thích ăn món này. Hồi mới đầu ăn là mình cũng không ăn quen đâu mọi người ạ. Nhưng mà ăn dần dần là thấy ngon nha. Nóng á. So với kim chi cải thảo nhá, thì mình thích ăn kim chi củ cải hơn. Siêu siêu ngon luôn. Ăn giòn hơn này, nó chua chua hơn này. Với cả ăn với cả mấy món canh như thế này ấy, rất là hợp. Ngon quá à. Nè, hành tây nhá, cứ ăn sống như thế này thôi. Đó, ăn như thế này là bao ngon luôn nha mọi người. Xuất sắc. Ngoài những món mà mọi người hay biết đến như là tteokbokki này, kimbap, thì sang Hàn mọi người có thể ăn những món canh nóng hổi như thế này ấy. Siêu siêu ngon luôn. Mùa đông mà sang đây thì nhớ thử nha mọi người nhá. Quán này không phải là, nó là kiểu chi nhánh thôi ấy. Nhưng mà giám đốc của cái hãng này ấy chưa cho quán này lên trên Naver. Cô ấy vừa bảo thế, nên là tìm ở trên Naver không thấy. Nhìn cô ấy dễ thương, tóc ấy. Ngon cực ấy, ngon lắm ấy. Bây giờ là 7 giờ tối. Quán này vẫn còn đang mở nên là mình sẽ vào đây. Đây là một quán đồ uống với cả bánh ấy, rất là siêu siêu ngon. Tên là Bichotu 39. Đây là tủ bánh nha mọi người nhìn đi. Trời ơi, siêu phong phú đa dạng và ngon ý. Nước ở đây cũng ngon nữa. Nè, nhìn ngon nhở. Ê, muốn ăn cái bánh này ấy. Bánh matcha này, màu đẹp xỉu. Từ từ uống nước đã. Có nước gì đặc biệt không? Muốn ăn bánh này. Ê, vị gì? Mỗi vị một cái đi, bốn vị luôn. Ôi rẻ nhỉ. Phải cái có quả dâu cơ. Em là cái bánh kiểu mà cầu vồng. Ở đây có cả cốc như kiểu Starbucks luôn nhỉ. Xinh lắm. Ta ta. Ố, thì cũng gọi. Em chị cô chị chủ. Cái này là trà sữa khoai môn có phô mai. Cái này là trà sữa khoai môn không có phô mai nhưng mà có thêm cái mặt nạ và hình gấu. Siêu cute luôn. Cái này là bánh này. Còn đây là những cái bánh nhỏ nhỏ mà mình đã gọi. Bốn vị. Sô-cô-la, matcha, vani hả? Với cái này chắc là. Nhưng mà nhìn đẹp nhỉ. Đẹp mà ngon nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi uống. Cái hãng mà có hình chú bé cậu uống ống hút này. Đây là Bichotu 39. Nổi tiếng với cả những cái ly nước siêu siêu to dài. Siêu dài luôn. Đồ uống rất là nhiều. Giá của nó thì cũng không có gọi là quá mắc.
rẻ nha. Bánh ở đây rất là ngon và phong phú đa dạng. Từ cái đợt mà công cha có cái ly dễ thương hồi Giáng sinh ấy, thì mình thấy mấy nhãn hàng khác cũng có thêm những cái ly cute như thế này. Vị của nó thì vẫn thế, chỉ khác là ly thôi này. Nhưng mà ly này thì nó bự, bự lắm ấy. Mùa này đang là mùa dâu nên là bánh gì cũng được thêm dâu luôn. Bánh này ăn vẫn chưa biết là vị gì luôn á. Kiểu ở bên trong nó lạnh như kem ấy mọi người. Ở bên ngoài thì nó bông bông, đẹp nữa. Dâu tây cũng ngon, xinh xỉu ấy nhở. Cái màu vàng này là nhân trứng. Cái đây là matcha chắc chắn rồi. Mình thì không có thích ăn matcha nhiều, nhưng mà siêu siêu thích màu matcha. Với cả thỉnh thoảng ăn một chút như thế này thì rất là mê luôn. Cái móng tay của mình cũng là màu kiểu hơi matcha xíu á. Của em mình thì trà sữa có phô mai, còn của mình thì trà sữa truyền thống thôi. Giá thì ok mà, không có đắt đâu. Tại vì so với cả cái dung tích của nó ấy thì nó rất là hợp lý ấy. Ăn bánh thử. Ê, cái này ngon lắm. Ngon đỉnh. Cái phần bánh cũng ngon. Cái này tên của nó là gì nhỉ? Kiểu nhìn nó rất là đơn giản ấy, nhưng mà ngon xỉu. Không ngọt quá, thơm, béo, rất là ok luôn. Ăn xong cơm canh thì chúng ta đi uống trà sữa và bánh ngọt. Xong nha. Ta-ta. Samita. Bây giờ là 2 giờ đêm. Mình đi lấy hàng ở chợ Tông Tem Mun thì hôm nay mình có ăn tối. Ăn tối ở chợ luôn, gồm có cá kho này với cả cá rán. Đó. Buổi sáng thì mình ăn cơm thịt, còn đâu buổi tối thì mình ăn cơm cá. Cái này là rong biển này. Giá, kim chi. Cái này là hẹ chiên. Với cả cái này là cây gì ta? Không biết. Mời mọi người nha. Dạo này mình hay đi lấy hàng đêm lắm, tại vì khách đặt hàng nhiều ấy. Với cả mình nhận order về Việt Nam nên là hàng cũng nhiều. Hầu như hôm nào cũng đi Tông Tem Mun luôn. Và hầu như hôm nào mình cũng ăn cơm ở trên đây, ăn đêm. Này. Ở bên Hàn thì thịt nhiều, ăn thịt nhiều hơn. Ăn cá ít lắm, nhưng mà vẫn có những món cá mà ăn ngon giống như là ở Việt Nam vậy đây. Cái này là cá rán nhá. Chấm cái này rồi ăn với cả một miếng cơm. Cái này là hẹ chiên. Món khoái khẩu của em mình. Mấy đồ ăn kèm này thì được ăn thoải mái. Cái này là cá kho với cả củ cải với các hành tây mọi người ạ. Cái này là củ cải này. Củ cải này ấy, nó ngấm gia vị rồi xong ngấm cá rồi kho nhừ rồi ấy. Nên là ăn rất là ngon luôn, ăn với cơm đỉnh của chóp ấy. Tại vì bình thường ăn thịt nhiều ấy, ăn thịt nướng, tất cả đều là thịt. Nên lâu lâu thèm ăn cá. Đây là bữa 2 giờ đêm, thì cái này có gọi là bữa sáng không nhỉ? Đây là ăn sáng ấy nhỉ? Mời mọi người ăn sáng nha.